Dạ vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm. Thì đây, mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn, túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy, còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc đó nhá. Chỉ 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Ở phần tay xách này. Tay xách con này thì thực ra các bác xách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chút em lấy cái dây. Đây nhá, đây túi của nó đây. Đấy khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm các bác là dây bên trong thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá. Ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ. 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này, hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn. Rất là to. Bên bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai để các bác có thể xách nhá. Đấy túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da rồi. Đây có nhìn này, chất da này, rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy tem mác ngon lành luôn. Đó lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp. Thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ. Và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không, các bác có thể là sách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn. Quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình. Thoải cái má luôn. Đấy rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy mình mang đi rất là đẹp luôn. Nhìn nó sang trọng lịch sự. Quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy quá đẹp luôn nhá. Thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn đó. Thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi hòe hẹp thôi chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn đó. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được, về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi đi du lịch này, rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn. Chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn đúng không nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những cái chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm bên đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn, hai bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này, đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy lượt đây,
xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây là em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh cho sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái gì kia. Đây, đây em xịt này. Đấy ở đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đấy, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần này nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác con này. Đấy thấy không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương kiếp các thứ nào các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em mấy con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy chuẩn bị Tết hết nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em. Cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng. Ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹo, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹo là các bác cứ phải dùng để đập các thứ ra thì các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây các bác kẹp chưa. Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp này. Vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy. Chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá. 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi. Xịn mà chất lượng dùng ok đó. Đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá. Đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy thì bữa trước là nó không có hàng đâu. Thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây. Thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này. Nó hay có cái điều khiển như này. Và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này.
đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này mình hiện tại đang bị hết pin mà bây giờ không có pin thay, thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10 ngàn quá nhá, một viên là 10 ngàn đấy. Pin pin 23 nhá, 12V đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc cũng khá là hiếm hàng đấy. Đấy thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì các bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy pin 23 pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái viên pin remote 1223 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây, gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi 5 sợi ống gen con nhiệt, đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này, đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng cuốn băng keo được thì các bác cho em cái ống gen con nhiệt này vào, xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy, dùng những cái đầu khò các bác hơ, khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống gen này thì tự động là cái ống gen nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào đấy, nó sẽ co vào nhá, nên là dùng rất là hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, combo 5 sợi ống gen con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi, chứ thực ra cái này ha, hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống gen con nhiệt, 5 sợi ống gen con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ, và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác cứ phải cuốn trước, là như con này là các bác chỉ việc là xỏ vào, sau đó các bác dùng nhiệt các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá, combo 5 ống gen co nhiệt là 10.000 thôi nhá, 10.000. Đấy, đây combo 5 sợi là 10.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm tai xi rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá, và hai cổng
Type C, đấy, hàng của Apple, logo táo cán dở này, đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là 4 cổng ra nhá, 2 cổng USB và 2 cổng chân Type C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc 3 đầu. Đấy dây sạc 3 đầu nhá. Đấy đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại thứ này. Đấy, cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc cho điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhá, iPhone này rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type C này, chân này chân Lightning này, chân này chân Micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc 3 đầu nhá, dây sạc 3 đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicon này, chống gập chống gãy nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài 3 năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicon nó rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam 3 đầu nhá thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây. Đó thì các bác có thể mua. Đây mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam 3 đầu. Đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc 3 đầu nha, 40.000. Còn cái ổ điện U4 nhá, đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này, 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam 3 đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được. Hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá. Cái lên mã em sẽ áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá. 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy. Đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày dẫn chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda, hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì anh em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nhá. Nhìn rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây. Bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi và là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì. Về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi ạ. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000 có. À, hay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn, lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k cũng nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicon nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng silicon đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi. Đây, nó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này, công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy thì con này thì các bác
có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy cái này em nghiện luôn. Mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy nó massage thích cực kỳ. Đó. À, tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy. Cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này, đấy kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá, lưng nó rất là khó kỳ đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn, đấy cho xà phòng vào các bác kỳ nhá, dùng xong rồi các bác lại có thể đeo lên hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên, đấy là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp, đấy tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn, đấy 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này. 30k tấm rồi. Đó, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác ạ. Đó là cái chai xịt chống thấm này. Lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá. Nó là dạng chai xịt. Đấy nhà bác nào hiện tại đang bị rột rĩa thứ này. Đấy rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá. Mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều. Đấy lắc đều. Các bác lắc thật đều nhá. Lắc thật đều. Đấy. Lắc đều xong nó có lắc xịt này. Đây em xịt thử các con này. Đấy nó là cái dạng keo các bác nhá, dạng keo. Đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế, cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi. Sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng. Đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy thì các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó thì cái lọ cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó em báo giá luôn. Thế nên em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm nha. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất hay. Đấy, một chai này là 400 nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ ra đấy thì các bác xịt trực tiếp vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào mà 40.000 một chai nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, liên mã em sẽ cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác con. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu. Cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện màng nhức các thứ này, trần nhà nhức ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cái cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này.
Đấy, các bác mở ra nhé. Sau đó là các bác lắp nó vào, ren xoáy xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó khơi rơi vào tầm gần 3 mét nhá, gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây sào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu thu nó gọn mà được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác ơi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó sẽ kéo rất dài nhá. Cho mọi đấy, gia đình. Quét. Lau chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào. Và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này. Còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này. Đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi vào 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000. Mà cái hay rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em, người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây đấy, lông rất là mềm đó, lông cực kỳ mềm này. Bên bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó cũng bình dân, chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Quan tâm đến cái mặt hàng này đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, thắt lưng cũng như là mũ hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng mình em tiếp tục vừa về xong này. Đấy, đây là con mũ dàn di này và thắt lưng dàn di, hàng của quân đội Mỹ cực kỳ xịn sò ngon lành nha. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất ok luôn. Đây. Đấy, hàng của nó thì mới nguyên hộp như này luôn. Đó. UIS này. 1966 này. Đấy, phần mặt của nó sẽ là mặt kim loại nhá. Dây thì sẽ dài là 1m2, nói chung là nó khá là dài các bạn. Dây dài 1m2, tương đối là dài luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Phần đầu dây là có bọc một cái đầu lớp da nha, để khi mà các bác sử dụng nó không bị sợ, nó không bị không lo nó bị xù ra, vì cái dòng này của nó là dạng dây dù mà. Đấy, dây dù và họa tiết của nó sẽ là họa tiết dàn di nhá. Đấy, họa tiết dàn di nên là nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này ngầu ngã thì các bác mua cho em con này. Đấy, và thích cái sự bền bỉ này chắc chắn này. Đấy, thì con này thì nó là top 1 rồi. Đấy, riêng dòng này thì các bác cứ dùng niên hạn cho em khoảng tầm 4-50 năm một cái con thắt lưng này luôn, siêu bền luôn nhá. Đấy, siêu bền và cái lấy cài của nó cũng rất là dễ dùng nhá. Đấy, thì về các bác chỉ việc xỏ vào, sau đó là các bác xỏ cái dây này vào đây cho em. Đấy, mở cái lấy ra này, xỏ dây này vào và lúc nào các bác cài thì có ấn này cho em xuống này, ấn xuống thế là xong, khớp chắc cứng đơ luôn, các bác cứ giật cho em thoải mái không ra nhá, rất rất cứng cáp luôn. Đấy, đấy là dòng thắt lưng quân đội Mỹ nhá. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ là thắt lưng quân đội Mỹ, em báo giá luôn này. Con thắt lưng này hiện tại em đang gửi bác giá thì đợt này về cái mức giá rất tốt, rất hạt rẻ bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k một chiếc thắt lưng này. Đấy, riêng với cái giá này thì bên shop thì em cam kết giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, có những chỗ người ta đang bán cho bác khoảng tầm 90 đến 100.000 một chiếc. Đấy, bên em gửi bác giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ nhá, giá siêu hạt rẻ. Đấy là dòng thắt lưng quân đội của Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng quân đội Mỹ, hàng của US này.
1966, rất là lâu đời rồi, rất xịn sò, ok luôn nhá. Ngoài ra thì tiếp tục về cái mã đó là mũ này, mũ dàn di này, mũ dàn di USA coi nhá, USA, nó rất đẹp luôn, thiết kế dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây, ở đây nó có phần chỉnh mũ này. Đấy thì các bác đầu to đầu nhỏ là các bác cũng có thể đội hết luôn nhá. Đấy, nhiều bác cứ lo là đầu to quá không đội được hoặc là đầu nhỏ quá không vừa. Đấy thì đây, ở đây nó có cái phần đằng sau nó có cái phần chỉnh này. Đấy thì các bác có thể chỉnh theo cỡ đầu của bác nhá. Và toàn bộ xung quanh viền là một cái lớp lưới thoáng, các bác đội không lo nó bị dính đầu, bết đầu, không lo nóng đầu nhá. Đấy, chất liệu thì toàn bộ 100% là cốt tông nên đội rất là mát luôn. Đấy, đội rất mát. Mũ thì lên form cực kỳ đẹp, nhìn rất là quân đội, nhìn rất là đi kiểu mạnh mẽ ngầu ngạo nhá. Đấy, bác mua cho con này cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Đây, đấy, phần vành bên trong mũ này quá ok này. Đây, đó, đường kim mũ chỉ may khâu rất là cẩn thận nhá. Đó là mũ dàn di của Mỹ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội Mỹ. Cái này thì em cũng bán đồng giá cùng bằng giá với lại cái thắt lưng luôn. Đấy, bằng giá với thắt lưng luôn. Lên mã thì em sẽ là mũ dàn di. Mũ dàn di này sẽ có giá là 60k nhá. Mũ dàn di là 60 và thắt lưng cũng là 60 luôn. Đấy, bán đồng giá các bác nhá. Bán đồng giá các bác luôn là cứ 60.000 một cái thắt lưng, một cái mũ nha. Đấy, cái bán đồng giá là thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60. Đấy, các bác lấy cả bộ là 120.000. Đó đi kìa. Nếu mà các bác nào mà có điều kiện cứ mua cả bộ về nhìn cho nó đẹp, nhìn nó chất nhá. Đấy, mình đi theo bộ luôn, cả mũ cả thắt lưng là cứ đồng giá là 60.000 một chiếc mũ nhá, 60.000 một chiếc thắt lưng. Đấy, thắt lưng quân đội của Mỹ. Cái này thì rất nhiều bác mong chờ sản phẩm này thì hàng nó hôm nay lại tiếp tục về này. Đấy, rồi em đi qua cái mã tiếp theo nhá. Cái này thì số lượng ít nhá, không nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào mà muốn mua thì chốt nhanh luôn nhá, số lượng có hạn nhá, không lại hết hàng đấy. Đấy, vì bữa trước cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà không có hàng. Đấy, lâu lắm nó hàng nó lại có hàng về đấy các bạn. Tiếp theo thì em cũng về một ít kia mã hàng, đó là cái khóa số này, khóa số dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ cái khóa số dây. Đấy, khóa số dây. Cái này thì em báo giá bác luôn, giá bình dân thôi nhá. Đó. Một chiếc này thì tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là khóa số dây. Đấy, khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, khóa dây số. Khóa số dây được. Khóa dây số này, giá của nó sẽ là 30k. 30k một chiếc khóa dây số này. 30.000 một cái thôi. Hàng rất là chất lượng luôn. Về các bác dùng để khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất ok. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của nó này. Con này chiều dài của nó đây đợi chút. Đó, chiều dài nó cũng khá là dài đấy. Nó khoảng tầm 40-50 phân thôi nhá. Đấy, 40 phân nhá. Chiều dài tổng thể của nó là đi 40 phân. Đấy, và khi mà các bác cuộn tròn là nó sẽ nhỏ nhỏ nha. Đấy, các bác cuộn tròn nó sẽ nhỉ. Đấy, cuộn tròn là thì đường kính của nó là rơi vào khoảng là ly 13 này. Đấy, 13. Đó, 13 14 phân. Đấy, về các bác khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cộ là ok luôn nhá. Mà là giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 30.000 thôi nhá. 30.000. Lên mã thì em sẽ là cái khóa số dây nhá. Khóa số bằng dây. Đấy, khóa số là kiểu dạng khóa dây nhá. Thì em có mã là khóa số U. Còn cái này là khóa dây. Đấy, khóa dây. Ở đây trong này là một cái sợi cáp các nhá, một cái sợi cáp rất cứng cáp luôn. Và cái này thì mật khẩu của nó để mặc định sẽ là 4 số 0 các nhá, 4 số 0 đây. Đó, đây 4 số 0 này em quay bác coi này. Đấy, khi mà các bác để mặc định là 4 số 0 như này thì tự động là nó sẽ mở ra các nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy loạn xạ số cho em lên. Đấy, xoáy loạn lên nha. Đấy là nó sẽ cứng ngóc luôn, khóa ngóc luôn. Còn các bác muốn mở ra là các bác cứ chỉnh cho em về 4 số 0. Đấy, thì bên em để mặc định là 4 số 0 nhá, 4 số 0 này. Đây, đấy các bác xoáy này, đấy, 3 số 0 này, 4 số 0 này. Đấy thì các bác cứ giống cho em cái đây cái phần mắt bên này nó thẳng hàng nhau 4 số 0. Đấy là nó sẽ mở ra rất ok, rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng nhá. Đấy, và cái con này nó có cả cái chế độ là đổi cái mật khẩu này. Thì đây em hướng dẫn bác luôn nhá. Thì các bác nhìn vào cái phần mũi tên này. Đấy, các bác một tay các bác giữ cho em cái chủ khóa này cho nó không bị rung rinh nhá. Đấy, và cái phần này các bác xoay cho em về phần mũi tên này. Xoay về phần mũi tên kêu cái tạch cái nhá. Đấy, và bắt đầu các bác đổi, ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy thì các bác xoay hết cho em về 1 nhá, thẳng hàng với lại cái mấu này. Đấy, thẳng hàng này. Cái này em hướng dẫn các bác xem kỹ nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổi về 1 hết rồi. Đấy thì bắt đầu các bác lại xoay ngược lại với cái mũi tên. Đấy, cái chiều mũi tên này các bác xoay ngược lại cho em, xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại nhá, xoay hết vòng xoay, xoay bao giờ không xoay nữa thôi, xoay cứng đơ đấy. Đó, và bắt đầu là mật khẩu hiện tại đang đổi được, hiện tại đang là 4 số 1 nhá. Đấy, thì đây em sẽ cài nó vào và view em đảo loạn lên. Đấy thì nó sẽ không mở được nhá. Và bắt đầu các bác muốn chuyển về mở thì các bác
đẩy cho em về 4 số 1 nhá. Vì vừa nãy là em đã thay mật khẩu rồi, đã đổi thành 4 số 1 rồi. Đấy, các bác đổi cho em về 4 số 1. Đó, thế là nó sẽ ok. Đấy, và lúc nào các bác muốn đổi lại, đây các bác lại xoay lại cho em này. Xoay đeo cái chiều mũi tên này. Đấy, thì một tay các bác giữ cái này cho nó không bị rung rinh nhá. Tay còn lại các bác xoay cho. Đấy, xoay về chiều mũi tên này. Đấy, và bắt đầu các bác đổi về 4 số 0 như vừa nãy này. Đấy, đổi 4 số 0 nhá. Đó. Cái này thì tùy nhu cầu, các bác có để đổi thành 1 2 3 hoặc 4 5 6 7 8 9 là các thứ rồi. Tùy nhu cầu nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đổi 4 0 xong rồi các bác lại xoay lại cái này cho. Đấy, xoay lại cái này thế là xong. Đó, và các bác lại cài vào lại dùng bình thường. Đấy thì em vừa đổi chỉ cho các bác cách đổi mật khẩu nhá. Và đây là nó cũng có một cái tờ giấy này. Nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn các bác đổi mật khẩu này. Đấy, như cái tờ giấy nó bằng tiếng Anh. Nó bằng tiếng Anh nên nó hơi khó dùng thì em nếu mà theo em tốt nhất ấy là về các bác cứ để 4 số 0 mặc định luôn các bác dùng cho nó dễ nhá. Đấy, ví dụ chẳng may là các bác đổi mà các bác quên không nhớ mật khẩu ấy là rất là dở hơi. Nếu mà các bác đổi mà quên không nhớ mật khẩu là coi như là bỏ đi luôn đấy nhá. Đấy thì các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không cần phải đổi nhớ cơ đâu. Đấy, như thế là dễ nhất. Đấy, về là cứ để mặc định là 4 số 0. Lúc nào muốn mở thì các bác về 4 số 0 này là mở ngon này, còn lúc nào muốn khóa thì cứ đảo lại ra cho. Thế là xong. Đó, rất là dễ dùng nhá. Khóa số dây nhá, cứ lên mã đi sẽ là khóa số dây. Bên em đang gửi bác là một cái khóa số dây này là 30.000. Đấy, 30.000 một cái khóa số dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ súng keo nến này. Đấy, bộ súng keo nến nhá, hàng bên shop này tiếp tục hàng về. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ súng keo nến nhá. Bộ súng keo nến công suất của nó sẽ là 20W một cái con súng keo nến nha. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán theo một bộ là một combo là một súng và đi kèm cho các bác sẽ là 10 cây keo. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Đấy thì đây, các bác nó combo là một lúc là một cây súng và 10 cây keo. Thì về là các bác có cá là xả luôn. Thì một bộ nhài là 40.000 nha, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái combo súng keo nến gồm một cây súng và 10 cây keo. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, đấy là combo súng keo nến nhá, một cây súng, 10 cây keo nến là 40.000 một bộ nhài. 40.000 này. Công suất của cái cây keo, cái cây súng này sẽ là 20W nhá. Sử dụng cho em điện là từ 100 đến 240V. Đấy, các bác cắm điện 220 cho em vào thoải mái luôn. Đấy, cắm vào cho keo vào bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, về các bác dùng để gắn những cái đồ vật các thứ nhà mình. Nói chung là rất là tiện, cái keo nến này gắn được khá là nhiều thứ này mà gắn rất là chắc luôn. Đấy, 40.000 nhá, lên mã cho em sẽ là combo súng keo nến nhá. Một bộ này là 40.000 nhá, một bộ này là 40.000. 40.000 là bao gồm là một cái súng và 10 cây keo. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây keo nến một. Đấy, các bác có nhu cầu mua keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây một, thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây như này. Giá của nó sẽ là ly 15.000. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là keo nến mua thêm 10 cây một lúc thì sẽ là 15.000 nhá, 15k 10 cây. Đấy, 15k cho 10 cây keo nến nhá. Đấy, 15k là 10 cây keo nến, còn các bác mua một cây súng với một cây 10 cây keo là 40.000 rồi. Còn nếu mà muốn mua thêm keo thì cứ 10 cây là 15.000, 10 cây một là 15.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đi đây em lên luôn cho bác đó là cái con lưỡi cắt cỏ xoắn thép này. Đấy, con này thì lâu lâu quay bác vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Về bác chuyên bác nào mà hay cắt cỏ, cắt điếc các thứ là dùng con này cho em rất ok. Đấy, thiết kế nó là dạng những cái sợi thép nhỏ này nó xoắn vào thành một cái sợi to. Đấy, để về các bác cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là những cái chỗ mà đất điếc các thứ là nó nhiều đá gạch cái thứ là bình thường là các bác cắt những cái lưỡi kia nó rất là nguy hiểm, như con này nó chui rúc vào không lo bị nguy hiểm nhá, mà nó rất an toàn luôn và nó sẽ đào hết những cái phần gốc rễ của cây cỏ lên, cắt rất là sạch luôn. Đấy, chém cực kỳ sắc quá nhá. Đây, toàn bộ là những cái lưỡi thép nó xoắn vào thành một cái lưỡi thép to này. Đó, rất ok, chắc chắn lắm. Con này thì em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này, size của nó sẽ là size 6 inch nhá, tương đương với lại đường kính là đi 15 cm, đường kính là 15 cm. Cái phần vòng trong này của nó sẽ vơ vào là đi 2,5 ly này con này. Đấy, 2,5 ly nhá, 2,5 ly đó, 2,5 ly để về các bác lắp vào những cái máy nhà mình quá ok rồi. Nói chung là nó là những kích cỡ phổ thông mà. Đấy, kích cỡ phổ thông. Đây, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, cắt rất là sạch luôn, em báo giá luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép như này, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, 70.000 một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép này nhá, 70k một cái. Size của nó sẽ là size 6 inch, tương đương với lại là 15 cm nhá. Đây, các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Con này dùng ok lắm, bán cực kỳ nhiều luôn đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng.
vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả. Hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi giảm giá lên tới 50%. Cái con lưỡi cắt cỏ các bác đang coi nhá, giá nó thì bình dân thôi đấy, 70k nhá, 70k một chiếc lưỡi cắt cỏ dạng xoắn thép nhá. Đấy, lên mã nha, sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép 70.000 một cái. Đây, thực tế sản phẩm này rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều đấy. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũ khoan thép của thương hiệu Unica này. Unica, bộ này thì bên em bán khá là nhiều rồi đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mũ khoan thép Unica của thương hiệu Unica, bộ mũ khoan thép 5 mũi này. Đấy, bộ mũ khoan thép 5 mũi nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000 thôi nhá, 150.000 một cái bộ mũ khoan thép 5 mũi nha, 150k bộ nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica. Đấy, cái này thì bên em bán rất là chạy luôn. Về các bác thợ thuyền cơ khí rồi, anh em thợ thuyền, đấy, khoan nhựa, khoan sắt, khoan nọ khoan kia, khoan được rất nhiều chất liệu luôn. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đựng trong một chiếc hộp nhôm nhá, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, đẹp từ bên trong và bên ngoài. Bên trong của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, với các kích tự với các kích thước khác nhau. Đấy, từ mũi to nhất này, đấy, to nhất của nó nhá. To nhất của nó lên đến là đi chắc phải 3 mấy ạ, to lắm. Đó, rồi là những cái mũi vừa vừa này, nhỏ này. Đấy, rồi là có những cái mũi nhỏ nữa này. Đấy, và có cả những cái mũi rất nhỏ luôn. Đây. Đấy, nói chung là một cái bộ này các bác mua về thì xài anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình thì quá ok luôn, rất nhiều kích thước khác nhau đây. 1/4, 3/8 này này. Đó, các kích thước nó ghi ở đây tất này, thông số các thứ, nói chung là về các bác tùy chỉnh theo cái kích thước các bác muốn xài nhá. Đấy, thì các bác xài phù hợp cái mũi nào thì các bác lấy mũi đấy nhá. Chân này của nó sẽ là chân lục giác nhá. Đấy, nên về các bác có thể lắp vào máy khoan pin rồi là máy khoan cầm tay các thứ là các bác khoan em quá ok luôn. Đấy. Về là các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, mũi thì nó là dòng mũi khoan tháp phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà có khoan rất là sắc bén nhá, mũi khoan sắc bén, khoan ngọt lắm. Đấy, khoan cực kỳ ngọt, khoan rất thích luôn. Đấy, hàng của Unica Japan, một bộ này là 5 mũi. Giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nha. Đấy, 150.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi của thương hiệu Unica. Đấy, Unica đây. 150.000 một bộ mũi khoan tháp 5 mũi này nhá. 150.000 bộ. Thì đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này khoan ngọt lắm đây. Các bác cùng coi này. Khoan ngọt cực kỳ ok luôn. Đấy. Khoan sắt thép các thứ à, đấy không, khoan rất ngọt luôn. Đấy, tạo lỗ tạo hình tròn đẹp nhá. Khoan gỗ này, đấy, khoan sắt thép này, khoan sắt hộp, sắt dày, sắt mỏng, khoan ok luôn. Đấy, rất ngọt ngào và tình cảm nhá. Đấy, về các bác lắp vào máy khoan các bác xài là sử dụng thôi, quá ok. Đó, tiện dụng. Bộ mũi khoan tháp 5 mũi của Unica nhá, 150.000 bộ này. Ngoài ra thì ở đây anh em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây lấy dấu để về các bác chuyên lấy dấu vào những cái vị trí mà trước khi các bác khoan thì các bác là dùng cái cây bút này để các bác lấy dấu vào những cái vị trí để các bác khoan này, thì các bác mua cho một cây này cho. Đấy, cây này lấy dấu chuẩn mà lấy dấu ngọt lắm. Đấy, đây lấy cho bác test thử bác coi luôn này. Đấy, con này thì lấy dấu trên mọi chất liệu luôn nhá, cái này rất dễ xài thôi. Đấy, một tay các bác cầm này, các bác ấn cho em mạnh vào cái chỗ mà các bác cần lấy nhá. Đấy, con thấy không, đấy, tạo thành một cái lỗ rất ok luôn. Đấy, tạo một cái lỗ đây em lấy cho bác phát nữa này. Đó, nó rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, các bác chỉ việc ấn nó mạnh vào. Đấy, nó có một cái lực bắn nó phịch cái ra, thế là ok. Đây, tạo thành những cái dấu nhỏ này để về các bác, ví dụ các bác muốn khoan rồi các bác muốn đục thì nó chuẩn lỗ hơn nhá, chuẩn lỗ, chuẩn cái vị trí các bác lấy cái dấu nhá. Chất liệu cái lấy dấu nó toàn bộ bằng đồng luôn này. Đấy, phần đầu nó đầu kim loại siêu cứng luôn. Đấy, lấy dấu trên mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép, bê tông, nhựa các thứ, rồi là thạch cao các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất ok nhá. Cái cây lấy dấu này thì em gửi bác giá bình dân thôi. Thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái cây bút lấy dấu nha, 30.000 một cây. Đấy, 30k một cây bút lấy dấu nhá các nhá, 30k một cây bút lấy dấu. Hàng cũng rất là xịn sò chắc chắn luôn. Về các bác lấy dấu dùng để khoan. Đấy, thì các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ này. Đấy, về là ví dụ các bác khoan là có cái cây lấy dấu đó, các bác đánh dấu sau đó các bác dùng cái này các bác khoan là có ok luôn. Thì cả bộ này là một cây lấy dấu là 30.000, còn bộ mũi khoan tháp trắng 5 mũi nha của Unica Japan là 150.000 một bộ đó nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Bộ này thì lâu không quay bác coi. Bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Cũng cực kỳ là hot hit và bán rất là chạy, cũng như là cạo rất là ngon ngọt luôn. Các bác dùng về dùng để cạo râu nhá. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 35 cái lưỡi cạo râu, rất nhiều luôn nhá. 35 cái lưỡi cạo râu này và một cái hộp để đựng. Để ví dụ các bác đi du lịch đi chơi, các bác có cái hộp này các bác đựng rất là tiện này. Đấy thì một cái tay cầm, một cái lọ kem để các bác bôi trước khi các bác cạo nó không bị rát này. Đấy. Một lọ kem, một cái bàn cạo và đi kèm là những cái lưỡi nhá. Những cái lưỡi thì tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi đúng không nhá. Tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi, các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy thì đây. Đây, đấy. Tất chỗ này là 35 lưỡi nha, về các bác xài cả năm giờ luôn. Đấy. Về các bác lắp vào cái bàn cạo này. Đấy, sau đó các bác dùng các bác cạo thôi, rất ok. Một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 một cái bộ bàn cạo 35 nha. Nên mã em sẽ cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nhá. Bàn cạo 35. Đấy, bàn cạo râu 35 lưỡi. Giá của nó sẽ là 40.000 một bộ luôn nhá. 40.000 bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác dùng để cạo râu thì ok luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước em hỏi mua bộ dao cạo này tận 100.000. Cái hộp này Samsung Top có mấy chục lại còn những cái ship này, chụp tận 38 chi tiết luôn nhá. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Hôm nay bác nào muốn săn điều hỏi thì ấn vào giỏ hàng một bàn nhấp tay trái nha. Thôi từ bây giờ không siêu thị siêu thiết gì đâu nhá. Đấy, một bộ là 36 lưỡi này. Đấy, một bàn cạo một kem. Cạo rất ok luôn, cạo sắp lắm. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, bộ này là 40.000 nha, chỉ 40.000 thôi. Đấy, bao gồm là 36 lưỡi cạo râu này. À, một lọ kem, một cái hộp đựng, một cái tay cầm. Đấy, giá nó chỉ có 40.000. Lên mã em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, 40.000. Về các bác dùng chuyên để cạo râu, giếc các thứ rất ok. Đấy, 40.000 một bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. À, dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp có thứ đầy đủ này. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. À, bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V A, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi, vừa là có đèn mắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như rùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật muỗi bình thường. Còn nếu các muốn đẩy lên chế độ đèn ăn muỗi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn ăn muỗi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn ăn muỗi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy, dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi thôi. Đấy, xong rồi đánh rất khỏe điện này.
Đấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. À, tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn bắt muỗi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cá. Giá cũng rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000đ. Đó, 140k. Vừa có tích hợp là vật muỗi này, rồi là có tích hợp đèn bắt muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình các bác sạc thôi. Sử dụng là sẽ là pin 18650. Đó thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật muỗi đứng, giá sẽ là 140k nhá, hàng mới hộp luôn. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá. Và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ vậy. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt nhá. Sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay tuổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt. Con này xịt này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi. Rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang. Đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một. Đó. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém quạt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây.
Thì khi bác lắp vào đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào đây cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻo này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa có sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa di năng luôn. Đó, thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ống này ra, nối ống này ra các bác bẻ về và các bác siết cái ống này vào xem. Đấy, siết cái ống này vào là nó lại thành cái xẻng. Nó rất tuyệt vời, rất là đa di năng nhá. Một chiếc xẻng nhá, rất là dài, tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây, nó vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn, bóng loáng luôn nhá. Đấy, thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Nó cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la lăng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào cho em. Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này. Nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay rồi. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn, đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này thôi nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây.
Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác một cái giá các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 rồi bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn xẻng đa năng này và bao ship đến tận nhà. Đây nhau ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối. Đó và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn, nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi. Thích rất thích luôn. Luôn nghe cực hay. Vậy nhá. Đây đây. Bật tiếp cho các bác xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loa luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đây các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3. Thực ra nó là bom bóc 3. Đó thì các bác lên mã nhanh chú em. Sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bóc 3. Đấy. Mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom bóc 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k. Và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bóp 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chắc sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chắc sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử, nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc đây này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá, cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn với em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá.
Tao đập bao test luôn rồi. Đây. Đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ủ đúc này quá cứ nện thoải mái anh em không vấn đề gì luôn. Test trùng thoải mái. Đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chứ. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền. Dạng ổ đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay nó xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái quận 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng cũng nhá. Đấy, quận này của nó là quận 5m này. 5m. 5m cũng nhá. Đấy, quận này trên tay em đang cầm là quận 5m này. Đó, quận 5m. Rồi là có cái quận sau này. Thì là cái quận 10m này. Đấy, quận 10m cũng nhá. Đây, cái quận 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, quận 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá. 2.5 Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là quận 10m nhá. Quận 10m này. Đấy, quận 10m. Rồi sau này thì là có cái quận 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, quận này quận 15m này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, quận 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30m nhá. Đấy, quận 30m này. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, quận này quận 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia em vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy, quận 30m thôi nhá. Còn đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 thôi nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000. 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn của anh nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy, thì cơ bản anh em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất. Đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó, thì tùy theo nhu cầu dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này nó hơi nặng nề chút, em đã để sẵn ở đây rồi. Không khui nữa thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá.
Đây, chi tiết bác xem này. Đó, đến cái dòng 3 chân 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su. Không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 thôi nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k. 25k. 25.000 một chiếc phích này các nhá. Đó. Dù ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có lên báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k một ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, phích cắm 25.000 các bác nhá. Đây, phích cắm 25.000. Đó. Ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân này về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp hương trầm này, hộp hương trầm. Báo giá bác luôn 40.000 một cái hộp hương trầm nha. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp vòng trầm hương để đốt nhá. 40k hộp, 40k. Đấy. Hộp hương trầm để đốt nhá, hộp vòng trầm hương. Vòng trầm hương mùi trầm hương thơm thơm thoang thoải nhẹ nhẹ, các bác đốt dùng rất là thích luôn. 40k một cái. Đấy, đốt ở trên bàn thờ này. Đấy, mình đốt để mình ngồi thiền cái thứ này. Đấy, thư giãn thoải mái nhá, rất ok. Một cái hộp này rất là nhiều vòng. Chỗ này chắc phải khoảng tầm 100 vòng ấy, nhiều lắm. Và một cái vòng này các bác đốt được rất là lâu này. Đấy, một vòng đốt được khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt được rất là lâu nhá. Đấy, mà mùi trầm thơm thoang thoải nhẹ nhàng. Cực kỳ thích luôn. Đấy, giá bên em đang gửi bác một cái hộp hương trầm nha là 40.000 hộp nhá. 40.000 một hộp thôi. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ là cái hộp vòng trầm hương để đốt nhá. Hộp vòng trầm hương để đốt. Đấy, giá đang gửi bác là 40k một hộp nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dây điện này. Mã dây điện 30m này. Đó. Giá thì bình dân thôi, 130.000 một cái quặn dây 30m nha các bác nhá. Lên mã em sẽ là dây điện 30m. 130.000 một quặn. 130k một quặn nha. Dây này thì lõi của nó là dây khoảng tầm lõi 1 chấm nhá. Lõi là lõi 1 chấm, nó chịu tải công suất khoảng tầm 3.500-4.000W. Nói chung là về các bác sử dụng gia đình. Đấy, máy móc các thứ thiết bị thoải mái luôn, quạt quậy rồi là máy móc ok luôn nhá. Đấy, nó ok luôn. Nói chung là khá là chắc chắn dây đây. Dây sẽ là dây lõi hai lớp này. Có đầu cắm đúc này, chân tròn và một ổ dao nhá, ổ dao này. Đây. Đấy, ổ dao ok luôn nhá. Chân dẹt chân tròn các bác cắm ok luôn. Đó là hai. Đó thì bên em đang bán một cái quặn dây này là 130.000 một quặn nhá. 130.000 một quặn thôi. Chiều dài là 30m nhá. Thoải mái các bác xài gia đình luôn. Đấy, anh em sự kiện này, công trình này cũng là xài thoải mái luôn. Dây nó dẻo dai dùng ok đó. Đấy, dây dẻo dùng ok. Đấy, có sẵn cả phích cả ổ này luôn, là về các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Về cắm là
các bác cắm ra các thiết bị để xài thôi, là 130.000 một quận nhá, 130.000 một quận, một quận dây dài 30 mét nhá, dài 3 mét, ok lắm. Cái này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quận dây điện vàng nhá. Đấy, quận dây điện vàng cho nó dễ, cho đỡ bị nhầm nhá, cho đỡ bị nhầm sang những cái quận dây điện khác nhá. Tại nhà em có mấy mã dây điện cơ. Thì các bác cứ lên mã cho em là cái dây điện màu vàng. Đấy, cái quận dây điện màu vàng 30 mét nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 quận dây điện màu vàng nhá. Đấy, thì dây của nó sẽ là dây màu vàng để dễ nhận biết nhất này các bác này. Đấy, nó chỉ có 130.000 thôi. Giá rất bình dân luôn. Cái bình nước của Việt Nhật nhá, dung tích là 3,5 lít này. Đó, con này thì giá bình dân thôi. 40.000 một cái bình nha. Đó, 40.000 một cái nhá. Nó 3 lít rưỡi và rất là hay là nó có một cái vòi rất là ok luôn. Đấy, về các bác khoe là thì nó cái vòi sẽ để bên trong nhá. Vòi này nước thì sẽ để bên trong, thì về đây các bác có khoan sẵn lỗ này. Về các bác cho vào đây. Đấy, đây nó có cả cái giòn này. Các bác lấy bên cái giòn này ra. Một cái giòn thì các bác để bên ngoài. Ở đây nó sẽ đi kèm là hai cái giòn, một cái giòn bên ngoài và một cái giòn bên trong nhá. Đấy thì các bác lắp ở bên ngoài một cái giòn. Và bên trong các bác cho em một cái giòn vào đây nữa. Đấy, cho một cái giòn vào đây. Và các bác xoáy cái đấy nó vào này. Đấy, xoáy vào. Đấy thì về các bác xoáy nó vào. Xoáy nó vào nó như kiểu cái bình nước ạ. Như kiểu bình nước. Đấy, cái hay của nó là nó có cái vòi rất là tiện nhá. Đấy thì lúc nào dùng là các bác lấy các bác bóp này. Đấy, thế là nước nó ra thế thôi. Đấy, bóp cái nước nó ra rất ok nhá. Cái nó có một cái vòi rất là ok. Thì về các mùa hè mùa hiếc này. Đấy, bắt đầu đang có mùa nóng này, các bác về pha nước chanh đá, chanh đường vào đây này, rồi là nước ngọt các thứ các bác cho đây, cho tí đá vào. Bình thường là những cái vòi nước các thứ, những cái bình kia là các bác cứ phải thò tay vào các bác múc các thứ rồi rất là bất tiện, rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, những cái này là các bác cho đá rồi cho nước các thứ vào đây. Đấy, lúc nào các bác cứ để trên bàn, lúc nào cần dùng cần uống là các bác chỉ việc bóp cái hứng cái cao đây, thế là nước có chảy ra, có thế thôi, rất ok. Bình 3 lít rưỡi xài gia đình các thứ là thoải mái rồi, đựng nước, đựng nồi này, đựng đá này, pha nước đá vào đây cũng rất là tiện luôn này. Đấy, đây bình có nắp và vòi vặn nước tiện dụng này, phù hợp để đựng trà, nước, trái cây trong ngăn mát tủ lạnh này. Đấy. À, cái này thì hàng của Việt Nhật nhá, thành phần thì chính là nhựa PP. Đấy, kích thước là 28 x 11.5 x 16.5. đấy, hàng này thì hàng của công ty Việt Nhật, hàng của Việt Nam nhá. Đấy, đạt chứng nhận ISO, hàng Việt Nam chất lượng cao đầy đủ luôn, nói chung rất là chắc chắn, nhựa PP rất là dày và dùng rất là an toàn, ok. Đấy, chắc chắn cực kỳ, mà giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái bình này thì giá nó quá bình dân thôi, mà có cả vòi viết ok luôn. Đấy, 40.000 một chiếc vòi này nhá. Thì khi mà bên em gửi sẽ tháo rời ra và về thì các bác nhận hàng, các bác lắp vào là các bác xài. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bình nước có vòi nhá. Dung tích là 3,5 lít nhá. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, hàng của Việt Nhật. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k một cái bình nước 3,5 lít có vòi nha. Đấy, 40k một cái thôi. Giá bình dân đó. Sản phẩm tiếp theo đi ở đây, hôm nay bên shop về là một cái lô gối mây rất là xịn này. Gối mây thì các bác dùng mùa hè này thì cực kỳ mát rồi, nằm rất mát gái luôn, ngủ ngon, sâu giấc này. Đấy. Bình thường các bác dùng những cái gối bình thường nó rất là nóng đầu, đặc biệt là cái mùa hè này nóng dã man luôn, các bác mua cho gối mây này về. Đấy thì cái này nó có thể là tháo rời cái ruột ra để các bác giặt vệ sinh cái vỏ được nhá. Đây ruột bên trong nó đây. Đấy, ruột của thương hiệu Evetone này, rất ok, ruột thì rất là êm. Ruột dạng bông mềm rất là êm nhá. Đấy, nằm cực kỳ thích luôn. Đó, thiết kế theo dạng lượn sóng công theo học này. Đấy, giúp các bác nằm ngủ sâu giấc này, rất ok luôn. Mà ở đây nó có phần mây đan này, mây đan này. Ở đây có mây đan này. Nên khi mà các bác nằm rất là mát gáy luôn. Mát gáy, mát đầu, nằm ngủ rất là ngon. Đó, mà giá bình dân thôi. 55.000 thôi nhá. 55.000 một cái gối mây này. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một đôi, là hai cái thì bên em sẽ tính cho bác giá là 100.000 một đôi gối mây nhá. Đấy, 100.000 một đôi gối mây. Còn các bác lấy lẻ một cái là 55k. Đấy, 55k thì tùy nhu cầu các nhá, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ là giá sẽ cao hơn, lấy lẻ là 55.000. Còn ví dụ nhà hai người, ba người hoặc là đông người thì các bác cứ lấy tăng lên xem. Đấy, còn bên em bán lẻ là 55.000 một cái, lấy một đôi gối mây thì là 100.000 hai cái nhá, 100.000 hai cái. Rất ok luôn. Gối cực kỳ thích, cả vỏ cả gối luôn, mà chỉ có là đi 50.000 một cái nếu mà các bác lấy theo đôi, còn nếu mà lấy lẻ là 55.000. Đấy, giá nó rất là tốt rồi. Bình thường các bác mua những cái gối này ở ngoài thị trường ấy ít cũng khoảng tầm 70-80.000. Đấy, mà đấy các bác mua nguyên vỏ không ấy. Còn đây bên em cả ruột cả vỏ mà nó chỉ có 55.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đấy, về các bác nằm vào cái mùa nóng này rất ok luôn, nằm rất là mát đầu, nằm rất mát ạ. Đấy, đây sờ tay các bác cảm thấy nó rất là mát rồi. Gối to, nằm thích êm luôn nhá. Đó. Giá lẻ là 55k, lấy một đôi hai cái là 100.000 quá nhá, gối mây.
theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng pin 9V này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, cái này thì về các bác lắp được khá nhiều thiết bị này rồi, các bác sử dụng chế cháo rất hay luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 9V nhá. Đấy, hàng rất là chuẩn dung lượng luôn. Em báo giá luôn nhá. 10.000 viên này thôi, 10.000 một cái viên này. Đấy, về các bác dùng rất nhiều thiết bị dùng cái pin này này. Đây là cái chân pin nó này. Đấy, chân pin nó này nhá. Pin 9V, các bác cứ lên mã cho em xem là pin 9V đi. Em báo giá luôn là 10k một viên. Đấy, 10k một cái viên pin 9V này, chỉ có 10.000 viên thôi. Về giá rất hạt rẻ bình dân, về các bác sử dụng thay thế nhiều những thiết bị đã dùng cái pin này. Rồi là về chế cháo các thứ rồi. Đấy, con này dùng hay lắm. Đó, 10k viên nhá. Lên mã em xem là pin 9V, 10k viên. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ xúc đá này, xúc đá, xúc bột, xúc gạo các thứ này, dùng rất ok. Đặc biệt là các bác dùng để xúc đá nè. Con này chất liệu thì toàn bộ bằng inox 304 luôn. Đấy, về các bác cứ nhận hàng test 500 cho em thoải mái đây. Test 500 thoải mái này, không hút luôn. Đấy, test 500 thoải mái nhá. Đấy, bằng inox 304. Rất xịn sò ok nha. Đó, rất ok. Về các bác dùng để xúc gạo này, xúc bột này, xúc đá này, đặc biệt là các bác xúc đá nhá. Đấy, mùa hè các bác xúc đá rất ok luôn. Báo giá bác luôn. Cái này thì tại em đang gửi bác một cái dụng cụ xúc đá như này, với giá sẽ là 40k một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ xúc đá nhá, dụng cụ để các bác xúc đá, xúc bột, xúc gạo nhá. 40k một cái này, bằng inox 304. Đấy, nó có phần tay cầm này, cả cái móc treo. Đó, về các bác dùng để xúc các thứ thôi. 40k một cái, giá rất bình dân mà nói chung dùng gia đình, dùng trong rất nhiều việc luôn, dùng hay lắm. Bóng đèn 3W thì hàng lại tiếp tục về số lượng lớn để gửi bác này. Báo giá bác luôn là 10.000 một quả nhá, các bác nhá, 10.000 một quả thôi. Con này công suất của nó sẽ là 3W nhá. Công suất nó rất là nhỏ và sử dụng điện 220. Ánh sáng của nó sẽ là ánh sáng màu trắng nhá. Cái này thì về các bác lắp hay lắp là cho những cái đèn trang trí, đèn vườn các thứ rồi đấy. Đấy, rồi ví dụ như là các bác lắp ở đường đi đối lại này, lắp ở cầu thang hoặc là lắp cổng, các bác thắp sáng qua đêm được. Vì cái con này cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nó không tốn quá nhiều tiền điện. Đấy, nên là các bác lắp có thể là thắp sáng qua đêm thoải mái luôn. Đấy, vì công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi mà đèn rất là sáng nhá. Các bác lắp ở đường đi đối lại, lắp ở cầu thang, lắp ở nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ rồi. Đấy, lắp ở cổng giả chống trộm cũng ok luôn, sáng sủa ok. 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả bóng 3W nhá. Đấy, 10.000 một quả. Con này dòng sử dụng dòng mắt chip LED nhá. Mắt chip LED siêu sáng và có cái hệ thống gọi là chống cháy, chống chập. Đấy, dùng rất là bền. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W, công suất là 3W, giá bên em đang gửi bác là chỉ có 10.000 một quả bóng nha, 10.000 một quả thôi. Đấy, dùng rất là bền luôn. Một cái sản phẩm rất hay về đồ dùng đồ gia dụng gia đình này. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Một hộp này sẽ gồm có 8 cây bàn chải. Đấy, hàng hãng này của Good Duck rất xịn sò luôn. 8 cây bàn chải nhá. Và cái tia bàn chải rất hay là thiết kế rất hay là nó sẽ có hai đầu. Đó, đây em lấy cho bác coi hai đầu. Một đầu là bàn chải bình thường. Đấy, một đầu là bàn chải bình thường, lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm, dùng rất thích nhá. Đấy, không lo nó bị xước lợi, đau lợi nhá, lông rất mềm luôn. Và một cái đầu rất hay là một cái đầu để các bác dùng để cạo lưỡi nhá. Đây, nó thiết kế dạng silicone này, các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi cho em rất ok luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 8 cây. Đấy, một hộp này sẽ gồm có 8 cây, một đầu bàn chải và một đầu cạo lưỡi nhá. 8 cây bàn chải này. Với mức giá thì em gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Em báo giá luôn nhá. Báo giá luôn. Giá nói chung là các bác nghe giá này sốc luôn. Lên mã thì em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Hộp bàn chải 8 cây này, hộp bàn chải 8 cây. Đấy, 8 cây bàn chải nhá, và đi kèm là một cái hộp đựng này rất xinh, ok luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi nhá. 30.000. Một cái hộp bàn chải 8 cây này, nó sẽ gồm có một cái đầu bàn chải và một cái đầu cạo lưỡi. Một cây là nó sẽ có hai đầu luôn. Các bác dùng được rất nhiều chức năng. Mà giá một cái hộp này chỉ có 30.000 thôi. Bình thường các bác mua nguyên một cái bàn chải không ấy, nó đã rơi vào còn tầm 10 đến 15.000 các bác mua cửa hàng. Ở đây là hai chức năng luôn, vừa cạo lưỡi vừa đánh răng, mà giá là một hộp 8 cây nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Nhiều bác cứ hỏi là bên em còn cái chai xịt bôi trơn R7 không, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Đấy, thì em báo giá luôn. Cái chai to này hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k. Đấy, 50k. Và chai nhỏ thì bên em đang gửi bác là giá là 35k. Nhiều bác cứ hỏi là bên em sao bán giá cao thế, cao so hơn với thị trường. Thì em báo luôn, hàng bên em thì hàng là hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, hàng xịt nó có mùi thơm. Đấy, hàng xịt và có mùi thơm. Đây, và hàng chuẩn chính hãng nhìn nó khác bọt ngay các bạn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nhá. Đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn, vì cái hàng R7 này
hàng nhái của nó cực kỳ nhiều luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, so sánh hai chai các bác biết ngay. Và bên em bán cực kỳ nhiều đồ, chưa có bác nào chê cả. Và các bác nhiều bác còn gắn kết là mua, có những cái bác mua một lúc mười mấy chai luôn về các bác xài, rồi là cửa hàng hiệu giờ. Nhiều khi các bác bán những cái hàng linh tinh ấy thì rất là mất khách. Đấy, nên là bên em cũng không dám lấy những hàng linh tinh. Cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng luôn. Đấy thì đây, giao diện của nó đây, nhìn nó cũng rất là thật luôn. Các bác cầm, các bác so sánh một cái chai hàng nhái nhìn nó khác hẳn luôn các bạn. Không được những cái logo rồi là những cái độ chi tiết sắc nét không mà nó đẹp được như cái chai chính hãng đâu. Đấy, và đặc biệt là một cái cách phân biệt rất dễ khi mà các bác nhận hàng, các bác cứ xịt cho em. Đấy, các bác cứ xịt được cho em. Các bác ngửi thấy nó có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Còn toàn bộ những cái hàng linh tinh không là có mùi thơm, mùi của nó rất là khét. Đấy, nhưng mà hàng này nó phải hàng có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Thì đây, cái chai này là khi mà các bác mua thì bên công ty sẽ tặng thêm là 50g này nè. Đấy, chai lớn tiết kiệm hơn này nè. Một chai này thì dung tích của nó sẽ là trọng lượng là 350g, tương đương với là 493ml nhá, 493ml. Đấy, cái chai này thì chức năng của nó là gì? Đấy, ví dụ như là những cái vị trí mà nó đang bị kéo kẹt, đang chưa được trơn tru thì các bác cứ xịt thẳng vào. Rồi là ví dụ những cái vị trí mà những cái con ốc các thứ là nó lâu ngày nó rỉ sét, các bác khó xoáy thì các bác xịt như này vào để cho nó bôi trơn đi. Đấy, để các bác về sử dụng nhá, dùng rất ok luôn. Chất bôi trơn đa dụng nhá, nó gọi là chất bôi trơn đa dụng RB7. Cái chai này là khi mà mua thì tặng thêm 50g này. Thì chai này dung tích là chai lớn 493ml, tương đương với lại gần 500ml đấy. Em báo giá luôn là 50.000 chai lớn nhá. Còn chai nhỏ nhá, có nhá, chai nhỏ thì sẽ có giá là 35.000. Các bác nào dùng ít thì mua chai nhỏ được. Chai này thì sẽ có dung tích là 175g, tương đương với lại là 247ml. Đây là chai nhỏ, chai này tặng kèm thêm là 25g này nè. Giá sẽ là 35.000 một chai nhé. Đây là chai nhỏ. Đấy thì hàng cam kết với các bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RB7 nhá. Vì cái này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên các bác cứ bảo là sao giá nó cao hơn một chút thì em nói luôn là hàng bên em hàng chuẩn chính hãng nhá. Hàng cam kết là chuẩn, hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, xịt ra các bác ngửi đi mùi thơm. Với là hàng chuẩn chính hãng, còn những cái hàng khác ấy toàn bộ mùi nó rất là khét, khó chịu lắm. Mà nó không xịt và nó không có tác dụng gì đâu các bạn. Xịt nó như nước mà. Đấy, xịt nó như nước nó không có tác dụng gì đâu. Đấy nên các bác mua nói chung là giá nó cao một chút, chấp nhận là giá nó cao một chút nhưng mà là hàng nó chuẩn hơn. Đấy, hàng nó chuẩn, hàng ok nhá. Chai nhỏ, chai to là 50, chai nhỏ là 35. Các bác lấy chai nào thì báo nhau nhá. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu dán riếc đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28T khá thoải mái. Về các bác sán dán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà
các bác muốn dán thì các bác phải cho già già dầu lên đấy thì dán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên đấy thì dán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính mà. Còn khi mà các bác để dầu yếu lửa yếu ấy, là dán nó rất là dễ dính thôi nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài không biết dùng các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó đấy. Còn về các bác xào nấu thì em thoải mái luôn con này, nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m cũng nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em.
Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy. Sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man luôn nhá. Đó đây.
Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là bề cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin 2 đầu này. Đấy, đèn pin 2 đầu, lên mã giúp cho em là đèn 2 đầu nhá. Đèn 2 đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn 2 đầu đấy 350k, giá cũ đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn 2 đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.